Alo hai các bạn, hôm nay là sáng chủ nhật nha, mình đi lên OC chơi nha, Grand Grove. Đây là nhà của cô Ngọc nè, thấy nhãn quá trời quá đất, đậu trái ăn ngon ghê luôn. Cái này cô hoa lạp phải không cô? À rất là ngon các bạn, giòn ngon. Cậu tới mùa nó chín tới, có bán nhãn luôn các bạn, nếu mà ai mà cần thì phải liên lạc với mình. Mình có số phone của mình để trên màn hình á. Thì hẹn tới địa điểm mà đó là giao thôi, nhưng mà quá nhiều luôn nè. Tới mùa này ăn không hết phải bán bớt rồi cô ha. Cái cây nhãn khủng khiếp bạn ơi. Cô hoa là quá khủng khiếp, trái chùm chùm. Mà trời. Còn đây là cây gì cô? Cái đó mình trồng organic á. Ở đây trồng organic không, không có bỏ phân gì hết. Chỉ có một cái gia đình thôi, mỏ thôi chứ không có phân một. Organic hết hả cô? Mấy cái thái ruby à. Thái này mình lấy về cho một người bạn à. Quá trời. Ôi quá trời trái cô ơi. Trời trái bự bự không à. Mê luôn. Mê luôn. Cái này hy vọng là chạy nó rung lắc nó không bị rớt, nhưng mà ổi ổi nó chắc hơn là mặn đâu cô. Chắc mặn thì nó rung lắc nó gớt. Ồ, đây là cái thái ruby lớn của cổ nè các bạn. Đây cô Ngọc là chuyên môn là sưu tầm mấy cái giống ổi lạ nha. Thái ruby thì quá trời luôn. Thái ổi thấy mê không? Đây người ta thường có một cây người ta chiết ghép lùm la để bán. Nhà này ổi thái ruby mà thấy ham luôn, đầy luôn. Wow, đã luôn nè, tầng tầng lớp lớp là hoa. Thấy cái gốc rồi các bạn. Đây cây này là mấy ngàn luôn á. Wow. Còn này là ổi gì vậy cô? Ổi Đài Loan ha, là ổi Thái Dương vậy? Đài Loan ghép nè hả cô? Ghép Đài Loan ghép chúng đất trái. Đây là củ khoai bình tinh nè các bạn, củ bình tinh nè nha, củ bình tinh nè. Cái này trồng sao mà tới mùa sao mà biết mà mình đào mình ăn cô? Sao mà lá nó vàng vàng mấy mình nhổ á sao cô? Dạ, nhưng mà sao cô biết để cô thu hoạch, biết chừng nào nó mới chín cô? Qua Tết là mình nhổ lên. Qua Tết nhổ lên. Thế giờ mình nhổ non mình vẫn nấu được phải không? Không, qua Tết là được. Các bạn thấy cái gốc của cây nhãn này mình quay nên cái tán của nó không? Trời ơi. Mỗi bên như một cái mình nữa các bạn. Cái nhãn này bao nhiêu năm vậy cô? 10 tuổi rồi. Vậy 10 tuổi hả cô? Khi mà chồng lớn không? Khi mà chồng lớn hay nhỏ cô? Tí gì hả? 10 năm sau nó vậy hả? Ừ, mua có 40 đồng cây nhãn này, nhỏ xíu, nhánh nhỏ xíu như đây. Ủa cái này mà cô thả mấy cây mãng cầu xuống chứ đất rồi đi tốt ghê á, chắc nó bự về mãng cầu gì là khỏi chấm phấn luôn á, tự nó đậu trái luôn. Không, cô cũng đâu có chấm đâu. Cô có mãng cầu bự bự thẳng đất hả? Có. Wow, đang hồi con qua con quay. Đây có mấy cái cây mà ổi Đài Loan không hạt là cây chip ra nè các bạn. Thì cô Ngọc cũng muốn bán đó mà cũng đây cây chiếc ra đó, thì ai thích đó thì có thể liên lạc với số phone của mình trên màn hình nha. Phía trong này là mấy cây nhãn chiếc nè các bạn, thì nó có trái đồ hết đó nha, nó rất là cao khoảng 5-6 feet á, cậu chiếc gốc rất là to nha. Thì để chậu 15 galon thôi, nhưng mà gốc to nha. Thì cô Ngọc nói từ 180 tới 200 tùy theo cái gốc của cái cây. Có những cây rất là to các bạn, khoảng 6-7 feet luôn á. Nhãn cô hoa là chiết từ cái giống mà cây mẹ nãy mình quay á. Ồ, đây là một cây thái ruby khác trong chậu 35 galon nữa các bạn. Đây nè. Wow, quá cao luôn. Cô cái miếng giấy này còn dán vô này cũng hữu hiệu lắm đó, nó kiến đồ nó dính vô đây hết á, với mấy con sâu nữa, chỉ bao nhiêu bụp dính vô hết. Đen xì đó. Nhưng mà cái này cô không để trái ha, cây này cô không thấy trái à. Không thấy trái, ăn rồi. Ăn rồi hả cô? Cái này có cái mà nó xiên trái, có cái mà nó không xiên cô ơi. Trái ăn thu mình đó. Ồ. Cái đây là một cây thái ruby lớn nè các bạn, thái ruby không hạt nha. Trời ơi, cổ sưu tầm toàn là thái ruby không hạt, mà cây mà cao chót vót khi không cây lớn không nè. Ồ, đang trái nè các bạn. Đây, sần sùi mà nó cong cong méo mó là nó nha. Thái ruby không hạt. Bạn thấy gốc cây không? Wow. Cái này có bán không cô? Bán cây bự không cô? Người ta lấy người bán. Dạ.
Một cây bự vậy cỡ bao nhiêu rồi? Con biết nó đắt nhưng mà trên 3.000 cô. Đúng rồi, đúng giá cô. Dạ. Dạ. Cây bự này khoảng không biết của bạn, chắc 3.500 gì đó hay là gì mình không rành, nhưng mà nó rất là lớn nha, cô nói trên 3.000 thôi. Tại mấy cây lớn thì thật ra nếu mà ai muốn mua cây này thì cũng không có lỗ lã gì. Mình biết chiếc đó các bạn. Một cái nhánh dài sọc như vậy là khoảng 4 feet đó. Một cái gốc này lớn hơn ngón tay cái của mình thì mình chiết một khúc vậy thôi, một nhánh bự vậy nè, bán đã được 700-800 hơn rồi các bạn. Tại vì chiết cái nhánh bự á, đây chiết nữa nè, đây khúc bự này nếu mà mua về cắt xén để chiết ra thì cây này cũng không có lỗ lã gì. Ở dưới tàn nhánh nó quá trời nè, đây mấy cái nhánh này nè, kinh khủng luôn bà đó. Nếu mình biết chiết rồi bán lại cho người khác hay là chia lại cho bạn bè thì cũng không có lỗ lã gì, thì mình chiết xong cái cây này nó lại la ra cành tán mới tiếp tục theo. Nhưng mà nó rất là già các bạn, đó, như là cầm tay vậy đó. Đây thanh long mà các bạn, quá trời trái luôn, vừa bông vừa trái nè, nở hoa nè, giống cái thuyền này nè. À, thụ phấn nha, nó luôn lấy đây quét vô đây tự thụ phấn luôn. Cái tay mình dính toàn phấn thanh long không. Đây thanh long các bạn, cháy chùm chùm luôn. Cái này màu trắng thôi hả cô? Nó màu trắng hay màu gì cô? Thanh long trắng. À, thanh long trắng. Cái thằng này nữa nè, còn dính phấn nè, mình chét vô đây luôn. Rồi, cái này dính luôn rồi, đậu quá trời luôn. Thanh long giờ tới mùa có thấy nhà ai cũng nhiều trái hết đó con. Ở vú sữa nè. Ai nói vú sữa trồng được kali đâu, cô trồng ngoài trời vậy luôn mà nó sống nhanh nè. 2 năm à. Nó sống khơi khơi luôn. Cô có trái không con? Có 2 lần, trái nhỏ, cái lạnh tới, cái ở ngoài này nó không chịu nổi. Ăn không được hả con? Phải xuống đất mới chịu nổi mới có. Nhưng mà nó hoa rất là nhiều các bạn. Cái này vú sữa trắng hả, tím nha cô? Có mấy con gầy này cô phải xịt cho nó nè. Nó thích bu. Vú sữa trồng cũng dễ dàng nhá. Nó chịu lạnh được, nhưng mà trái của nó thì chắc lạnh quá thì nó đủ. Tại trong đây cái thùng đất nhỏ nó không có sao ăn. Không đủ phân. Còn này là cây củ chuối nè. Cây củ chuối đúng rồi đó. Còn cây này là cây ở Đài Loan, ở Đài Loan không hạt luôn á con. Dạ. Yeah. Mấy cây mãng cầu đỏ của cô xuống đất nè các bạn. Wow, trái quá trời trái luôn. Trái thấy ham nè. Từ đầu á cô, cái đỏ dễ đậu á. Mà mãng cầu nó dễ là nó thiếu nước chút cũng được, mà dư nước chút cũng được. Cái đỏ trái quá trời các bạn. Oh, wow. Thôi nhiều. Con cũng thích nhiều cây mà nó khỏi chấm nó đỡ hơn cô. Thấy cái con gầy này nhiều quá à. Tới mùa lạnh này. Của cô cũng bị, năm nay nó bị kiến nó tha lên quá nhiều luôn. Đỏ nữa nè các bạn, đây. Tại cô chắc bận quá ha, không có thời gian mà xịt hết ha. Yeah. Mỗi một tuần có 2 ngày thôi. Trời ơi trời. Ủa, cái ổi thái ruby cây mẹ nè các bạn. Trời đất ơi. Thái ruby chuẩn giống luôn hả cô? Chuẩn giống luôn. Cái gốc như là hơn cụm tay các bạn ở dưới nè. Ôi giời giời giời. Cao quá. Cô xuống đất trái nó lớn lắm hả cô? Trái to bằng lăng khúc đó. Wow. Đây các bạn. Thái ruby nè. Wow. Thấy ruby thấy mê chưa? Wow, cây kịch tán xum xuê. Ở dưới nó 2-3 bẹ đi lên nữa cô. Wow, cây này có bỏ xuống đất lâu chưa? Bỏ hồi 2 năm rồi. 12 năm rồi, thì cũng năm rồi. Nó bén đất dữ vậy cô? Bén lắm. Ây dạ. Cái này cây táo cô đào lên đó, cô mà ổi nó lại dễ trồng, nó không bị sâu bệnh gì, con thích trồng ổi, nó dễ ăn dễ trồng. Tới một tuần không xin nha. Nó bén rễ được rồi. Mặn. Trời quá trời vậy cô. Ai mà tưới cho cô đi sơ chơi suốt ai mà tưới trời, không phải chơi làm công chuyện suốt ai mà tưới trời. Lâu lâu có giờ thì tưới. Quá trời. Cái này là cây quay sabote cổ thụ các bạn. Cây trứng gà nè.
cô nói năm mấy tuổi nè. Cô có trái nào chín chín không cô? Đâu 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 cho con thử ăn thử coi. Cái này ăn cũng ok lắm. Ăn ngủ được á. Dạ. Nó vàng vàng. Mà cô cẩn thận đừng có trèo, đừng có trèo té. Dạ. Sao đâu leo tới ngọn luôn mấy bả chịu hái á. À, trời trời trời. No 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 no. Té đó cô. À dạ. Cẩn thận cẩn thận. Thanh kiều cô, trái sabo chê, sabo tê chín nè các bạn. Ở trong màu vàng nha, chứ không phải màu trắng nha. Cái này phải gọt gõ ra mới ăn được không cô? Ừ. À, thôi để đem về ăn đi chứ về sao ăn. Nó có hái cho ăn vậy. À, thôi được rồi cô, thôi được rồi. Trái. Ăn ngủ được á. Mình chưa ăn sáng đó bụng quá ăn luôn các bạn. Ngon thơm nha, dẻo. Chút xì, thơm. Đây là cây ổi Thái ruby không hạt nữa các bạn đây. Hồi nãy mình quay á mà mình không có hỏi cô có bán hay không thì thật ra cô cũng bán cây này nè, nó trong chậu 25 galon mà trái quá trời nè các bạn. Đây. Cây rất là lớn nha, cao khoảng 10 feet hơn á. Cành tán đẹp. Trái rất là nhiều. Thì ai thích thì liên lạc với số phone của mình trên màn hình các bạn. Quá wow, trời trái luôn nè, thấy mê luôn. Cây này mua về mình chiết ra cũng cũng đáng nữa các bạn. Mà do cái gốc nó nhỏ hơn cây hồi nãy mình quay á nên giá nó phải chăng hơn tí nha. Thì có gì mà ai mà thích á thì rước em này về này liên lạc với mình á. Hy vọng mà nó tìm được đại gia nào để gả cây bạn ơi. Lô các bạn, đây là mảng cầu do Thái của cô Ngọc nè. Quá wow, trời quá đất luôn. Cái mảng cầu kìa, nó gốc kìa các bạn, thấy mê không? Ôi quá khủng khiếp. Ồ, trái làm vàng cho nó leo nè. Ở đây là sư phụ trồng cây nha. Mê cây. Cô này do Thái hả? Úc 2, nhìn trái giống Úc 2 quá cô ơi. Cái này Úc do Thái sao nó mấp méo hơn do nhìn nó Úc 2 á con. Có không trái giống Úc 2 do Thái. Úc 2 nó có gai nhỏ hơn, Úc gai nó giống như sầu riêng vậy đó. Giống sầu riêng là do Thái cô ơi, cô có lộn rồi đó. Không, cái loại này là really? Tan nó khác với kia Úc. Úc 2 nó cây nó gai gai mà nó. Trời ơi trái gì mà chùm chùm nè. Cái mặn cô còn các bạn. Black gold hả cô? Người ta nói đây bữa trên Black mẹ, Diamond hả Black gold? Nói Diamond người ta không chịu. Cái lá nó không giống Black gold mấy. Không giống. Dạ không giống Black gold đâu. Ủa thanh long nhà này nhiều quá trời con nữa nè cô. Ô trời rộng bao la bát ngát. Ly xà trái ngon lắm á cô. Ly xà các bạn, ly xà trái nó có nhiều nước mà nó chút xì mà nó có muối muối. Cái này khác nè, cái này là Úc 2 nè. Cái này thì con nói là vậy do Thái, cô lại nói Úc 2. Úc 2 đó hồi mua người ta nói gì đó, Úc 2. Người ta không biết á cô, cái này kìa là do Thái chánh hiệu nè. Dạ. Cái này là do Thái tại con chiên gì không phải chiên mãng cầu mà con trồng mãng cầu rất là nhiều nữa cũng biết. Cái gai mà nhọn ra vậy là do Thái. Cái này là do Thái con. Ô mimosa của anh Kim nè, phải không con? Ừ. Dạ. Kim mimosa. Hồi đó của cái chú Dũng. Đúng rồi. Wow, táo Thái nè. Táo Thái này chưa ăn được đâu. Trái bự lắm. Cái vàng vàng mới ăn được cô ơi. Táo Thái nó chín trễ hơn táo Tàu. Cho mùa đông ăn nó giòn nó ngọt. Đúng mà vàng không được đâu, bây giờ nó còn sống. Muốn ăn non vậy. Trời ơi, ai mà tôi cô túi tay hả? Cô trồng quá nhiều quá. Túi tay thôi mà. Chứ sao nổi. Ừ. Ở ngoài trước này của cô nữa ha. Ôi trời ơi, xỉu luôn. Thanh long nhiều quá đi. Thỏ có con thỏ nè, con thỏ đang thanh long luôn kìa, con mèo có thỏ gì vậy? Mèo. Mèo. Ôi mãng cầu kìa. Hơi kinh khủng khiếp. Cái này là trồng dưới đất bằng cây lớn á, nên không có tưới nhiều, tuần tưới đẫm một lần cũng được nữa. Nó nhưng mà nó vẫn trái rồi đàng hoàng. Mình tưới mình tưới nhiều á thì nó trái nó bự mau nhưng mà nha, không có thời gian thì nó bén rễ đó. Cô nó bén rễ rồi cô tưới thật là đẫm luôn một ngày mà cô dành một ngày tưới cây cũng được nữa, tưới đẫm hết rồi. Ai cô đè chết rồi luôn kìa, hay ghê. Hồng kìa cô. Hồng, đó, hồng giòn hồng đó. Fuyu persimmon. Cái này là rau lan hả cô? Rau lan ăn không? Thôi con không ăn đâu. Đúng rồi nó lan thiệt á. Ta nói rau lan cho nó lan nhanh quá. Ủa cái gì vậy, có nho thân gỗ này nữa nè. Japotica bà. Sao cô không chơi cây bự, trái ăn ngon lắm á. Vài bữa con đem trái cho cô ăn, ngon lắm. Con là mê nho thân gỗ lắm. Nhãn, nhà này nhãn nhiều.
quá, nhà con nhỏ nhiều. Bự dữ lắm, bự hơn ngón tay cái đó. Wow. Cây này to lắm á. Mê ly. Chiếc là chiếc mấy nhánh chẳng có cao vậy. Hôm nay hơi thấp mùa, cái mỗi năm mùa ăn một chùm bự. Trời ơi, nhãn, ổi, mãng cầu là quá trời, thanh long là quá trời, còn mấy cây kia chưa tính nữa. Cô chồng cũng kinh thiên động địa luôn. Quá trời là quá trời luôn. Ồ, chưa hết nha các bạn, mãng cầu mễ nữa nè. Chưa hết, còn đây mãng cầu Úc hả cô? Có Úc, Úc nữa nè. Rồi bụi thanh long. Cô sao thanh long này cô cả 10 bụi sao cô bán chứ em ăn cho hết mà trái chùm 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 vậy. Ghê vậy. Bán nha cô. Bao nhiêu phao? 4 đồng. 4 đồng phao. Trái bự bự organic thôi. À, ai muốn ăn thanh long thì liên lạc với mình, mình để số phone màn hình các bạn. Thì cô cũng sống khoái ở đó nên cũng nếu ai muốn mua trái cây nhãn hay thanh long thì liên lạc số phone của mình, thì có gì cô đem ra gần hẹn ở đâu đó ở Garden Grow cô giao cho nha.